thì Tùng Sen nhiều lắm. Hôm nay đi có mẹ mình nữa, có hai đứa nhỏ nữa. Hôm nay Sen. Sen là sao? Dạ. Đây là nhà mình chưa có nè. Cái đó ngàn cánh á, ông bác nói đó. Ngàn cánh con. Đẹp quá chừng luôn ha. Ôi, dạ. Đây trước nhà ông bác có ươm mấy cái thùng sen để sẵn nè cô chú anh chị. Cái thùng sen này là ai có cần thì ông bác bán lại nè. Mến chào cô chú anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Cô chú anh chị em và các bạn ơi, bữa nay Phượng với Sang có dịp đi xuống vườn sen của ông bác ở dưới Úc Linh. Thì Phượng mời cô chú anh chị em và các bạn cùng theo chân Phượng với Sang đi tham quan vườn sen của ông bác nha. Vườn sen của ông bác thì các bạn biết rồi đó, trồng rất là nhiều sen và có nhiều cái giống sen Phượng thấy cũng lạ lắm. Con dao. Cái này màu vàng nè. Cái gì? Cây chanh bơm con đưa bác ăn thử đó. Trên này hả? Được không? Bơm ăn thử không? Phượng với Sang tới vườn nhà ông bác ở. Cái trái màu hồng hồng đó. Nhà ông bác thì trồng sen nhiều lắm. Hôm nay đi có mẹ mình nữa, có hai đứa nhỏ nữa. Hôm nay Sen tới. Ồ. Đỏ. Mặt đỏ lắm. Nhà ông bác trồng dạng thọ Việt Nam nè, dạng thọ cao nè mẹ. Wow, đẹp quá chừng. Dạ, cái loại này cũng đẹp nè. Tết mình mà có bông dạng thọ chân là đã luôn. Dạ, ngàn cánh mình. Cái Tết Việt Nam mình bên đây thì không có bông dạng thọ. Ngàn cánh nhiều quá mà. Dạ. Nở nhóc luôn nè. Rồi. Nhiều quá chừng lắm. Bị nấm phấn rồi ha. Nấm phấn rồi nè. Chú anh chị mấy cái lá này bị nấm phấn rồi nè. Đủ loại đủ màu luôn ha. Này gì vậy nghệ á bác? Nở hôm nay cũng nhiều lắm. Ngãi gì? Con bác kêu nè, ngãi gì nè mà. Lúc nở ngãi đen hả? Không được, hôm nay nó tàn hết nó ra cái vườn sen này là có. Ngãi đen này có cây con không? Ngãi đen nữa. Rồi, vậy con lấy chậu này đi. Sen sang sang. Cái sen là sang. Dạ. Cái này nhà mình chưa có nè. Cái đó ngàn cánh á, ông bác nói đó. Ngàn cánh con. Đẹp quá chừng luôn ha. Trời đậu. Rồi rồi để dạ. Ngãi đen là ta làm thuốc. Ăn bẻ ăn. Nói. Cái xanh. Thôi con bác trồng dưa leo hỏi mình xuống cây nó ấy nè. Canh nhiều nha. Lấy đất năm nay, đất năm nay. Ủa đâu ra dữ vậy? Cái nào? Ngãi nè. Trời ơi, tôi trồng mấy năm nay rồi. Trời con đâu có biết đâu. Trồng 3, 4 năm rồi. Trời ngãi đen nữa hả? Để con này bác thấy nó bự dữ chưa? Là nó đi Việt Nam về nó bự rồi đó. Thì hôm nay sùng thảo, trời quên. Quên cái chậu sùng thảo rồi. Cái thùng thảo bự bự được bự đó con nói á. Cái gì? Con quên đem xuống cho bác. Đông trùng hạ thảo hả? Dạ. Mà cái củ bự lắm. Vì hả? Cái loại củ nhỏ. Cái loại củ bự rồi cái lá nó nhỏ. Cái loại nhỏ. Dạ, cái giống dưa hấu hay gì vậy? Không thấy cái bông mặt trời. Mày, cái gì lạ lạ mày chia sẻ cho bác. Tao dạ. Chồng tao coi chơi. Dạ. Bầu năm nay con cũng lai rai hả? Bây giờ con có ba trái trên vàng á, mà trái nhỏ nhỏ không mà. Rồi bí trồng bò vậy đó hả? Ừ. Chắc cho bà sư đồng với thanh với chùa Đại Nhật Chi Lai. Ôi năm nay con ghép thành công được táo tàu nanh cọp. Để con nói nhánh nhiều con cắt con ghép cho. Con người. Hôm nay tôi. Rồi nên đu đủ gì nữa đây? Thì trong cái đu đủ rừng ở đây, đu đủ rừng mà nó đang có bông rồi. Trồng cây vô thùng phi vậy nè cô chú anh chị. Đất chú hột tốt lắm nha. Chú hột đó. Okay. Dạ. Có đất không? Thế nào bác? Bầu này đất chắc làm giống luôn quá. Đất bầu nào bự quá chừng bự đất luôn nha. Trồng chuối á. Dạ không, con không có đất. Rau cần dạ, chuối không ăn không mà. Quá chừng luôn. Con bác trồng cái này kính vậy nè cô chú anh chị. Hai lỗ nè. Ngày xưa mấy ngàn đô la tiền đó. Cắt xi măng nè, móc đất dỡ đi rồi đổ phân vô. Thì đó nhà con cũng vậy đó. Xi măng không. Dạ. Còn là tao móc lỗ không? Rồi nhà ông bác cũng vô xâm đất trong đó thấy không? Không có mực hay gì đó vậy? Có mực. Trời ơi, có mực nhà con lên đầy luôn. Nè lên bông quá trời luôn nè. Thuốc nam á. Sao không nói con không? Con không trồng luôn, cả con trồng một cây nó bay hột lên lại hả? Dạ. Đâu trồng nữa. Quá trời luôn. Ôi ở tay quá trời trái luôn kìa. Ở Thiểm Thái mày. Dạ. Ở Thiểm Thái hả các bác? Giống rồi, giống nhiều lắm. Bởi vậy. Tôi con dám trồng ớt nó nhiều quá rồi. Nhiều lắm nha cô chú anh chị. Là cái giống sùng thảo này là cái giống củ nhỏ nè. Giống củ nhỏ thì cái lá lớn. Nó gì nữa? Mà củ lớn thì cái lá nhỏ. Đảo đảo đi ra đây. Đừng vô giọng con. Mình này ghét Việt Nam mới đem về hả bác? Mấy con này thôi. Năng lượng mặt trời. Cái này 4 năm gì trước sư cô Huyền Thanh đem qua 4 năm trước rồi. Cái mới cái giống này đó trong nhà kính nè ông bác. Con dạ ông kia vậy. Kính vậy nè. Ở dưới là trồng mấy rau cần cua rồi nhiều lắm nè. Không, con chưa trồng đất nữa nè. Dây chỗ đó, chú sáp này có nhiều không? Có, con mua một cây dưới 5 cây ly, trái thanh long. Bò, không con thấy nó bán, con mua một cây dưới 5 cây ly. Sen nhà ông bác hết cô chú anh chị. Quá chừng luôn. Dạ.
quý sáp không có. Bác trồng nhiều lắm, nhiều loại sen lắm. Dạ. Trồng vô đông, đám vô đông đó. Có cô chú hỏi thăm Phượng là có trồng sen vụ lắm á. Thì Phượng chia sẻ là Phượng mua Amazon. Rồi kéo rút quần luôn á. Cũng có chia sẻ lại ha. Cái này là nhỏ mà. Thì lúc nãy anh Sang có hỏi ông bác là sen bác có chia lại không? Không, không, chứ bác có đưa con nhánh rồi. Dạ. Video này mình thích có trồng sen á thì gọi là giống trái lớn. Ở nhà con giống trắng cũng có trái lớn đó dạ. Cậu cũng chia lại cho. Nhà ông bác nhiều giống sen lắm. Mấy cây nhánh. Đây là rau đắng nhà ông bác trồng là cô chú chị ba năm tốt dễ sợ không? Vậy chắc ly rồi. Ly hoặc là lan. Trồng nhiều quá tao không ăn hết tao bán nữa đó. 866 thì trái nó giống như mà nếu mà trồng vậy là bắt trồng khích quá rồi đó, mút nó lớn gì lắm. Ông ăn nó già đó, nhà mình là nó còn tơ đó. Cái đó một trồng một cây cây lớn mà như bác có cây lớn trước mà phải không? Cây đó tao uống vô chiếc cho. Ghép vô trong đó bác đừng có trồng nhiều. Dạ, bác dễ thương á. Bác trồng đủ thứ loại xe. Tao không biết đâu. Mẹ mấy cái này cũng có nhiều người ta kiếm lắm mà. Đừng giống mình được. Đúng rồi dạ. Còn ra Giang Thọ kìa, quá trình luôn. Với lại hỏi ông bác kỹ rồi, mình ví dụ mình muốn mình cho người ta số phone của ông bác để người ta liên lạc được không? Ừ. Phải hỏi trước chứ nhiều khi mình đâu có tự nhiên nữa. Người ta đặt ví dụ chẳng hạn sen trắng, sen đỏ, sen hồng, sen xanh, sen vàng. Dạ. Đặt sen gì thì mình chậm người ta cái loại nó. Dạ. Có gì đó. Ừ. Rồi nếu mà cô bác nào anh chị nào muốn thì phải đặt ông bác trước. Đặt trước chứ. Dạ. Còn không đặt trước đây là lại có loại nào là lấy loại đấy nè. Đây nè, còn đây mấy chậu nè. Dạ. Chứ cũng còn mấy chậu trước nữa. Dạ. Có rồi con mê sen nè. Dạ có không? Có. Dạ có. Có một thùng con trồng thùng quá trời nha. Tại vì có cô chú thấy tụi con làm quay đó hỏi tụi con có bán không, tụi con nó không có bán. Lại bác nhớ lần trước con tới nhà bác không, xong mà con quay phim ba sen nè. Xong mà có nhiều cô chú lớn tuổi hỏi con, hỏi bác không biết bác có bán không? Ủa? Dạ. Người ta hỏi mua đó, tôi ấy tôi đã. Dạ. Một tiếng rồi. Dạ. Một tiếng hồi đó. Chùa chùa ở đâu bác? Chùa Phú Đức đó. Ủa? Trời ơi đất này trồng mấy ngọt này. Đất này là trồng sen nè cô chú anh chị. Ờ đất sen á. Bữa nay ăn tánh đi xin đất. Sen nè. Đất này là đất sét. Đất về. Mày thấy nó gì mà đổ nước, nước vô gì. Nó giả ra mày mập à. Đúng rồi bởi đất này bởi bác nó không cần làm bụng rồi đúng rồi. Đúng. Thì cái đất này nó mập ra rồi nó không cần phải làm cho nó mềm. Mày đổ nước vô cái nền nó giả. Một bánh xèo. Tại sao? Nó sớt. Đó đất sét á. Đổ nước vô là nó dính teo đó. Dạ. Nó xét nó gì? Nó cứng. Dạ. Nó lấy từ trên thầy Phú Đức á, thầy móc lên đó. Cái này là bác nó chạy sẽ xuất đi lấy được. Cái này đi xuống vườn nhà ông bác được dạ. Bác cho cái đất sét nè coi chú anh chị. Đất bùng á. Đất này về mình trồng sen tốt lắm nha. Đừng có. Vậy là ông bác cũng lấy cái đất này để mà mình trồng sen để người ta đặt á. Dạ. Trồng bán người ta. Dạ. Để biết rồi chừng nào mà có cô chú ấy thì con chỉ tới nhà ông bác. Mà con cho số phone được phải không? Cho số phone bác được phải không? Cho người ta. Ai dạ. Đặt cái gì sen gì đặt. Dạ. Con đi vậy. Bác nói mày thử đi. Một chậu đất. Một chậu đất nhiều, mày coi hai chậu. Để so sánh dạ. Ừ. Rồi, dạ để con cứ bới lên xe. Cảm ơn bác. Ủa ông con đi chợ con bị ngứa tay đó, con thấy đó trời. Ủa này chắc trồng được nè. Con thấy con tìm lâu lắm mà có con cũ đó nó ra được có con mầm thôi. Có mấy cái thùng sen sẵn rồi bác. Dạ. Đây trước nhà ông bác có ươm mấy cái thùng sen để sẵn là coi chú anh chị. Cái thùng sen này là ai có cần thì ông bác bán lại nè. Con phải làm lại mấy chậu sen con nhà mới được. Luôn nè. Mấy năm trời con cứ làm lại nữa. Chú anh chị thấy không? Cái này là sen. Ôi bơi trái nhỏ nhiều quá nha. Màu đó ha. Quá. Cái này chắc phải chút chậm mới được ha. Cô chú anh chị ha. Không mày múc nước cho cái nó dạ xìu qua. Đắp nó để ít như thế. Dạ. Rồi khi mà nó có nhiều quá cho đắp đắp xoay lên. Chậu màu á mẹ. Ồ vậy là đất khoảng vậy thôi hả bác? Thì giá cả thì cô chú anh chị mình liên hệ với ông bác á, Phượng cũng không có rành ha. Này là cái này đem về nhà mình bắt đầu mình chăm sóc là nó mau ra bông cô chú anh chị. Sen thì trồng được qua mùa đông hết cô chú anh chị, không có chết vào mùa đông ha. Mùa đông thì nó lụi lụi xuống thôi, tới mùa hè bắt đầu nó dục nó lên giống vậy đó cô chú anh chị.
Vườn nhà mình thì sáng trồng đó, yeah. Cũng mùa đông thì nó không có chết, mình thấy cái gốc nó lội chết, yeah. Nó đâm con nhiều quá, ít đất á, yeah. Còn gì lắm. Cái tới tháng 10, tháng 1 mình cho cái xếp xoài vô, mua xếp xoài đổ lên. Người ta nói sen mà đổ cái thân xếp xoài thì ví dụ nó tốt, con dữ lắm. Dạ. Nhưng mà bác chưa trồng ra. Con chưa trồng qua luôn. Ốc tôi con chưa trồng qua. Thử đi. Con thường á nhà con phải đào xuống sâu lắm mới có đất sét dưới giống vậy đó. Xong rồi phải ngâm ra. Bác khô rồi, tập ơi. Mày đổ nước vô là nó mềm nó giả cho giỏi đường nha. Đặt củ sen lại rồi đậy không cho hơi thấp thấp. Còn cái đọt này cho nó cắt lên chút. Đổ lên trên chút xíu nè. Rồi củ sen mà cho dài cái đầu dạ. Xét được cái cho xuống lại lấp. Củ sen mà bác mua về bác cũng phải ngâm cho ra mầm phải không? Cái đó mua về bắt thôi mày đợi mà chợ dân 4-5 ngày nhớ ra mầm lá, đúng rồi nó bung đi, đúng rồi. Thì mình ngâm trong nước á 3-4 ngày đó yeah. Là cái thao nước gì đó mày đợi mà nó mặt trời á yeah. Cái bắt đầu nó ra yeah. Cái đất mà đất trồng chuối trồng bắp với trên stock tâm mày chạy lên đó cài nó trồng lúa đó yeah. Đất đó mày trồng sen lá gì nè đất đó mới ngon đó con, theo con biết là ở con cũng có xài cái phân đó cái phân viên á đất nhét như đất còn là bắt nó cục cục bắt cà ra bắt bò nhét chưa bỏ vô nắp kinh nhét xuống nhờ yeah. Cái đó nó cũng ra bông nữa là bắt trồng đất thôi chứ không có cái đất đó, xét này nè không bằng cái đất đó cháu cái đất mà ở trên đất tóc tâm đó mình nó cài mà nó xả lúa đó cháu biết không nhờ đất trồng bắp rồi đó trời ngủ đất nó cháu trồng cái lá nồi đây gì nha mà nó cao cái xe chắc cái bác xe này nè cái bông cái lá cái bông nó qua khỏi đậu xe luôn đó rồi sao mình lấy được đất đó hả sao mình lấy xưa bắt lấy đi làm cho người ta thiếu gì à, dạ, thiếu dạ, gì mà dạ. Bây giờ bắt đâu còn làm nữa đâu dạ. Đó đất bởi đó vì, đó bởi vì đất sao mà khó lấy nè, đó. Đất mà trồng lúa trồng cỏ đó dạ. Đất không được chết đúng xem chết xem cái phân đó là cái quá chất quá chất dạ. Không được mà cái đất mà mình trồng nó trồng bắp trồng lúa đó còn đất đâu sang dạ. lá dữ lắm lá bự lắm mà nó cao cũng dạ. Cái này là nhỏ xíu đó nó không nó một phần năm mà gì nè cái lá sen gì nè đúng rồi dạ. Bác biết cái loại sen ở Đồng Tháp đó mà đã tôi rồi ngọt vô cùng ngọt dạ. Đó xuống đứng ở đó luôn cái hồ trước cửa dưới cái hồ bên hông rồi hông chỗ cây dừa đó cây dạ. Dừa chảy lá xuống đặt cái mâm xuống lên lên đó ông chết à đó. Đó, ông nói đi chụp hình kìa chụp hình tá lả luôn kìa quá trời sen bữa hổm nở ra đẹp nè thấy mấy cái vương sen quá chừng kìa dạ nhiều quá bán bớt chứ mẹ nhiều quá bởi vì hỏi mấy ông bác mấy cái này nè tại vì ông bác chứ mà bác ở nhà đâu có đi làm đâu cái tăng hưu nó tốt lắm cô chú anh chị sen là dễ thương không bác có sen loại sen Quan Âm nữa cô chú anh chị sen đỏ nè dễ thương dễ sợ không vậy đó hả à, chú mèo uống sữa kìa hồi ôi dễ thương quá há thường ha rồi bảo cũng chụp hình nữa kìa chú đâu mà đầu cổ dính để mẹ coi mẹ quay chúng nó kìa ôi ôi năm chú mèo đang nằm uống sữa kìa không con vợ sao cái thị tốt không coi nè nè cái này giống như mình ăn cây này là cây ngải tía nè làm rau sống ăn ngon lắm dạ còn cái cây này là cây xá xị nè cô chú anh chị cái lá nè bàn tay của mình ôi ôi nó bự hơn nữa ha ăn thơm cái mùi xá xị lắm dạ có như mấy cái cây này nè ông bác chiết ra nó mấy cây con nó chiết ra dạ chiết ra nhà con có lên 1-2 năm mà nó bắt được cái cổ thụ đó dọn dẹp cái tô kinh giới tôi chặt từng lưng ớt chặt từng lưng rồi ăn một ngày phá hết trơn rồi bắt đầu mới chặt lưng nếu mà ngày con nghĩ bắt bây giờ bắt sang cái thụ lớn hơn cây vải đó mà chọn đất khoảng 3 năm là có thu hoạch. Bác mấy cái gương sen đó nó có ấy không bác? Mấy cái gương sen đó nó có hộp không? Thế nó to quá nè. Nó thụt ra hết vậy. Dạ. Yeah. Bác hỏi trồng nhân họ không? Kìa không có không? Một xe kiển này nè. Nó thụt ra hết vậy. Dạ. Không biết xe mày đằng sao tao biết rồi. Cái gì? Bấm đây nó có. Cây nó cũng như trong hộp. Cây từ thấy ngọt rồi có nhật hết. Cụ nhà không đó. À. Cũng của Hoài Sơn. Giống như của Hoài Sơn vậy ha.
cái loại khoai mà củ dài dài mua ngoài chợ cô chú anh chị. Đừng có lại gần đó nghe con, nó giữ con nó cắn chết con á. Lấy chậu gì đồng ý. Thôi cho con chậu luôn đó, xin hết, gì cũng xin hết trơn á. Hôm hổm thường nó ở trường đó, cái cô giáo nó cho nó ôm hạt. Nó ôm hạt lên được cây con cao có chừng nửa gang tay vậy nè. Rồi cao nữa. Dạ. Rồi cái nó đem về cho con trồng, mà con trồng bụi trước cửa nhà, nó bông quá chừng bông luôn á dạng thọ. Cái giống này giống cao lắm đó. Dạ, giống của nó thì giống lùn chứ không có cao. Cho nó biết tới biết không? Biến mà leo vàng. Bà con cô bác mình thấy không? Bí leo vàng ha. Nào giờ mình thấy bí bò đất thôi, giờ mới thấy bí leo vàng. Dạ, bởi vậy bò lên vàng luôn. Lên tới đây nè, dạ. 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 Năm sau á con mua cái bầu cái sao ngắn ngắn vậy nè. Nó bầu xị nữa, bầu xị nữa. Bầu sau còn bông bông á. Không, không ngon, trồng mắm câu uống mắm câu. Trồng bầu sau, với bầu trắng rồi trắng này cũng ngọt. Bí này là giống bí rợ ha các bạn. Ăn ngay cho mà cắt chiêu chấm nhãn nè. Dạ nhà có. Thành bữa hứng sống cho mày chậu không? Dạ, cho con quế, quế này quế tốt dữ lắm, tốt luôn. Năm nay không có mua quế, năm nay mùa hè năm nay không có mua quế, đám quế tốt lắm. Con trồng tốt chưa? Dạ tốt lắm. Rồi rồi rau gì nữa nè, rau gì tự nhiên con quên, rau gì ăn bún riêu đó. Bữa nay cũng tốt dữ lắm. Mấy cây tiên điển chưa xuống đất đâu bác. Lớn chưa? Ở ngoài này tao trồng trước nha. Trồng trước còn đời nào nè. Tại con rau về nè. Ở đây lạnh. Con lạnh được, đây bông nở trước. Ở đây con thấy bông nở trước rồi, mấy trời con nở trước cái chơi rồi. Đây là. Ủa cây con đang về mà con chưa thấy bông nữa đó. Năm nay không biết có ăn điên điển có ăn không nè. Tới giờ này mà còn chưa thấy bông gì ra hết trơn. Lỗ cái này nó mua đâu? Hả? Nó mua đâu? Không kiếm được đâu. Hôm nay không phải dễ kiếm đâu, không có kiếm không có đâu. Không con trồng, con có trồng, con trồng cái gì đó. Đông trùng hạ thảo mày trồng á là nó trong nó đi ra cũng mày thấy luôn. Đó. Con tính trồng lá lốt à. Lấy trồng đi, đây. Cái này mày biết không, trồng xuống đất còn cao dữ sao nè. Dạ họ này nè, còn cao dữ nữa. Cái đó mày trồng dạng thọ. Xuống nhà ông bác khen dạng thọ, các ông bác cho dạng thọ. Khen gì cho đó à, mà ngôi nhà Phượng Sa cũng trồng đủ thứ lắm luôn rồi cô chú anh chị ơi. Vườn nhà mình là ta nói không có đất trồng luôn à. Bây giờ là trồng trong chậu nhiều lắm luôn. Nha. Này là cái giống bích đường nè cô chú anh chị. Bích đường này là của Việt Nam mình đó. Ừ. Bạc Hà nhà mình nấm nhất rồi, giờ này sao Bạc Hà nó đi? Bạc Hà lên lớn quá chừng luôn nè. Mà sao cây Bạc Hà giống cây môn quá không? Ừ, nhìn giống cây môn ha. Không phải Bạc Hà đâu, để hỏi ông bác lại coi. Nhìn giống môn thiệt, đúng mẹ nói nhìn nó để ý giống môn chứ không phải Bạc Hà ha. Thôi, ông bác trồng rau muống nè mẹ thấy không? Tốt chứ sao không? Lên đứng đứng không? Lên đứng đứng không đó. Nha. Cái này cắt được rồi đó. 8 ra 4 là cắt được rồi. Cái này là ớt hiểm thái nè cô chú anh chị. Ớt này ăn ngon thơm lắm nha. Cốc cũng bông quá trời. Ừ. Cốc của ông bác cũng bông quá chừng luôn nè. Lá cốc này nấu canh chua ăn ngon lắm nha cô chú anh chị. Nấu canh chua với lại cá ngát á, ngon lắm. Wow, vườn thanh long của ông bác trái quá chừng luôn ha. Bông quá chừng bông luôn kìa mẹ thấy không? Ông bác trồng lên cao lắm nha. Trồng lên qua khỏi đầu mình xa lắm cô chú anh chị. Nãy giờ con với mẹ con nó hô cái này không phải Bạc Hà. Không phải là nhìn giống lá Bạc Hà mà không phải Bạc Hà, này là môn ngọt nè cô chú anh chị. Cái loại này ông bác nói xào ăn ngon lắm. Hoặc là trộn rỗi ha. Giống ăn giống như là cái cây Bạc Hà của mình vậy đó, nhưng mà gọi là loại môn ngọt.
Đây là mới giống bạc hà nè. Cái này nè, ta miếng này sao? Con thịt bò hết nè, với đầu cá, vụt cá được luôn. Cháu ghi nè, hỏi đầu mày luôn. Hôm bữa mình kéo đội bè chứ nè. Này đây bạn người chẳng luôn. Chưa anh hả? Tao lấy tao để đâu đi. Bạn người chẳng luôn nè. Cái bạc hà này ngày xưa bắt xe. Dùng cả phần cá đó. Lúc qua khỏi đầu luôn, cái mẹ đồ mẹ đầu dưới nè. Vậy là cái này bác món món phân cá. Bác mà tưới phân cá đi là nó lên đó. Lên dữ lắm. Dạ. Cá rồi lên liền lắm. Nhà con thì có bạc hà. Đó ơi đi ra con. Trời không được khỏe nè. Nó quậy ghê chưa. Quậy còn hơn mày nữa. Nó giận thấy nó đánh nhau. Ừ nó đánh nhau nó giận. Đang nằm trồn. Con nghĩ phải tệ nhất, bớt cái gánh dưới đây. Để ra luôn hả? Dạ chào bác. Con ở đây. Dạ tới tới chăn của ổng nè. Rồi giờ có cây khỏi bác khỏi cần ương hộp. Vườn sen nhà ông bác thấy mê luôn cô chú anh chị ơi. Phượng mê nhất là vườn sen nhà ông bác á, đủ loại sen luôn. Sen gì cũng có hết trơn nha. Mà nhiều Phượng không biết tên hết đâu. Thì thấy sen nhiều cánh mình kêu sen ngàn cánh nha. Sen đỏ, sen hồng, sen quan âm, rồi sen Việt Nam đủ thứ hết. Nãy đi chợ về cái sang gọi sang hỏi ông bác. Kê kê bà nội ẩm thường lên đi, mẹ ẩm thường lên đi mẹ. Hôm nay Phượng đi Phượng quay chia sẻ với cô chú anh chị ha. Nếu mà có anh chị thì mình thích sen thì liên hệ với ông bác, rồi Phượng cho cái số phone. Cô chú anh chị mình liên hệ với ông bác rồi mình đến mình pick up ha. Tại vì ông bác không phải là cũng không phải là giống như là để mà dạng mà chuyên bán ha. Ông bác chỉ chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình trồng cho vui thôi. Dạ. Trồng quá trời, nhà anh cũng trồng quá trời luôn à. Bây xuống đây ông bác cho gì con cũng không lấy hết trơn á. Lá khổ qua nấu canh ăn mát mà. Phải không bác? Khỏe. Nãy giờ thường nó hỏi thì nó không thấy bà bác rồi đã hỏi. Có chuyện ở cái nhà, dạ. Có chuyện cái chú kia. Bảo gõ nồi giờ cho mèo nó chạy lại cũng mặt cô chú ơi. Chồng về lấy chồng. Dạ thôi được rồi. Cảm ơn bác. Trời ơi, con chưa có thời gian chiếc cây rồi. Hả?
nghe nói chiếc cây cái tưởng biết chiếc cây chứ. Con bây giờ chưa thời gian trước đây vậy quá trời luôn rồi. Mùa hè năm nay là nhà con đâu có mua quế đâu, nhà trồng quế ăn quá chừng luôn rồi, ăn cũng hết nữa. Đi được thôi. Ông ở đây có mùi mà ông rồi thưa ông đi khoanh tay thưa ông con về đi. Mày ở đây với ông cho vui, mày về ông buồn, ông đâu có ai đâu. Mày ở đây với ông có mấy mèo, đúng hoa đúng bính cái thương nhớ sợ. Để ba mẹ mày với thằng Bảo về đi, mày ở đây với ông. Ông cháu mày xuống đi chăn chăn buồn ngủ với mấy con mèo, hả? Tối hai ông cháu ngủ đây với mấy con mèo, nghe không? Dạ không ngủ vậy, mình ngủ chứ để dưới mấy con mèo, chăn buồn dưới này mình ngủ, hả? Ai sao? Chịu không? Sao kiến không có kiến thằng con có đằng này không có đằng này mấy mèo nó đuổi chạy hết. Đi giờ hai đứa anh ta dạ dạ ông con về đi rồi lại dạ bà nữa. Con giỏi quá. Nữa cái củ chị nè củ bự. Họ nghĩ bác chồng mình lên nè. Vườn nhà ông bác á, có trồng cái loại giống bơ này ngon lắm nha cô chú anh chị. Lần trước Phượng với Sang xuống, ông bác cho ăn ngon lắm. Bơ dẻo và béo, rất là ngon. Trái thì không có lớn lắm nhưng mà được cái là ăn nó thơm, dẻo, ngon lắm. Có nhiều cô chú anh chị á, xem kênh của An Tánh Cali, thấy vườn nhà mình trồng sang nhiều đó. Rồi cũng có hỏi thăm là mình có bán không? Thì Phượng xin thưa là vườn nhà mình không có bán ha. Và có hỏi là mình mua ở đâu? Thì mấy cái sen nhà mình đa số là anh Sang order trên mạng cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình yêu thích hoa sen và mình có muốn mua hoa sen thì mình có thể liên hệ với ông bác ha. Ông bác ở đây không phải là chuyên trồng sen để bán nha cô chú anh chị. Chủ yếu là trồng để ngắm thôi. Rồi nhiều quá ông bác sang ra những cái chậu, những cái thùng lớn lớn như thế này nè. Rồi ông bác chia sẻ lại thôi. Cô chú anh chị mình mà có muốn mua thì mình liên hệ trước với ông bác ha. Để ông bác sang ra chứ không gì hết trơn á. Chứ không có sẵn nha cô chú anh chị. Video chia sẻ đi vườn sen nhà ông bác ở Úc Linh của gia đình An Tánh Cali đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh An Tánh Cali trong suốt thời gian vừa qua. Gia đình An Tánh Cali xin kính chúc cô chú anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Các bạn xem kênh An Tánh Cali, thấy yêu thích kênh của mình, hãy cho mình một cái like nha, một cái đăng ký kênh và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh An Tánh Cali post video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn có thể xem được nhé. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye! Yeah.